Quý vị kính mến, từ xưa cho đến nay, đám cưới là một việc hệ trọng cả đời của các cặp cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, theo phong tục tập quán của người Việt thì tùy theo mỗi dân tộc từng vùng miền khác nhau. Và chúng ta cũng không nên bỏ qua những điều kiêng kỵ này để có được một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc về sau. Quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua 7 điều kiêng kỵ trong đám cưới với chuyên mục video sống đẹp tối nay. Thứ nhất là chúng ta nên kiêng kỵ đám cưới khi nhà đang có tang. Trong đám cưới kiêng kỵ, nhất là nhà cô dâu hay chú rể có tang, con cái phải để tang bố mẹ đến 3 năm hoặc cháu phải để tang ông bà 1 năm. Nhà có tang là chuyện buồn, vì vậy trong thời gian để tang, ta cần tránh tiệc tùng, ăn mừng linh đình, nhất là hỷ sự như đám cưới. Nếu trong gia đình có bố mẹ hay ông bà đau ốm nặng, thì các cặp đôi được khuyến khích đám cưới sớm để chạy tang. Đám cưới chạy tang thường được tổ chức đơn giản, đáp ứng các nghi thức cần thiết là được. Thứ hai là nên kiêng cử khi chuẩn bị bàn thờ gia tiên có sơ sài. Tùy vào điều kiện gia đình và tập tục vùng miền mà bàn thờ gia tiên khi có hỷ sự trong mỗi nhà khác nhau. Tuy nhiên, dù điều kiện gì thì bàn thờ gia tiên cũng không được quá sơ sài, bụi bặm. Bàn thờ gia tiên cần được lau dọn sạch sẽ, bày biện trang trí đẹp mắt, có hoa quả, rượu, trà. Đây cũng như là sự nhắc nhở con cháu luôn nhớ đến ông bà tổ tiên trong ngày trọng đại của mình. Điều thứ ba là nên kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu. Trước những ngày trọng đại như ngày cưới hỏi, người Việt rất chú trọng việc chọn giờ và ngày. Chọn ngày tốt, giờ tốt và hợp tuổi cả hai vợ chồng để gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn nên làm ra. Đặc biệt cần kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu, tức là năm mà cô dâu và chú rể có số tuổi ở đuôi với những con số như 1, 3, 6, 8 để tránh những điều không may mắn trong hôn nhân và con cái sau này. Thứ tư là kiêng kỵ sự đổ vỡ trong đám cưới. Chuyện đổ vỡ, đặc biệt là làm vỡ gương, vỡ cốc, gãy đũa là điềm báo không may mắn, nhất là trong ngày cưới hỏi. Nếu trong đám cưới mà xảy ra chuyện đổ vỡ sẽ khiến người ta vô cùng lo lắng, thậm chí còn có lễ giải hạn. Vì vậy, có thờ có kiêng, có thiên có lành, người nhà cô dâu và chú rể nên nhắc nhở mọi người lưu ý phòng tránh những chuyện không hay nếu xảy ra. Thứ năm là kiêng kỵ mẹ cô dâu tham gia đưa rước dâu. Thời phong kiến, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Trong gia đình, người cha là người quyết định, mẹ cứ thế phải gật đầu đồng ý cho con theo ý của cha, để tránh trường hợp mẹ thương con gái làm dâu vất vả khi về nhà chồng mà khóc lóc, bệnh rịnh, lại làm mất vui ngày đại hỷ. Vì vậy, người ta kiêng kỵ không cho mẹ cô dâu đưa cô dâu về nhà chồng. Thời này hôn nhân tự do, tình trạng mẹ ôm con khóc lóc cũng ít đi. Tuy nhiên, điều kiêng kỵ này vẫn được mọi người tuân theo cho đến nay. Thứ sáu là kiêng kỵ cô dâu ngoảnh đầu lại phía sau khi rước dâu. Khi cô dâu cùng chồng đi về nhà trai thì phải đi thẳng hướng về phía trước, không ngoái lại nhìn lưu luyến nhà của mẹ ruột. Vì theo quan niệm cho rằng nếu cô dâu đi ngoảnh đầu lại nhìn thì sau này sẽ ngổ ngược, không toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Điều thứ bảy là kiêng kỵ cô dâu xuất hiện trước khi chú rể vào đón dâu nhà gái. Theo phong tục, khi nhà trai đến đón dâu thì cô dâu phải ngồi đợi trong phòng. Sau khi chú rể vào đón và tặng hoa cưới thì lúc đó cô dâu mới được cùng chú rể bước ra ngoài để chào họ hàng và bái lễ.
nếu cô dâu xuất hiện trước buổi lễ diễn ra, sẽ bị mất duyên.